chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ tiếp tục uh, giới thiệu cho các bạn các chương trình Erop thì uh, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án ở trên nền tảng của Agron rất là tiềm năng uh, chia sẻ lên tới 30.000 USD phần thưởng cho các bạn khi các bạn tham gia nhé đấy thì uh, cách tham gia rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần điền email và nhấn join vào whitelist này đây là một uh, cái dự án ở trên hệ sinh thái của Agron đấy các bạn cũng biết rằng cái đồng coi Agron thì uh, đang là một cái hệ sinh thái rất là tiềm năng. Và các dự án ở trên này cũng sẽ rất là tiềm năng nhé. Đấy. Mình hướng dẫn cho các bạn cách tham gia này. Các bạn chỉ cần điền email vào đây. Sau các bạn tích vào đồng ý. Và các bạn nhấn join vào wallet Ok. Thì các bạn sẽ thấy được cái đường link mà các bạn giới thiệu này. Đây này. Đây chỉ là cái đường link giới thiệu nhé. Các bạn có thể chia sẻ lên Facebook. Chia sẻ lên Messenger. Chia sẻ lên... Uh, cái này là ứng dụng gì nhỉ? WhatsApp hoặc là chia sẻ lên Twitter hoặc là chia sẻ lên email. Đấy, đây này, đây chính là cái đường link nhá. Càng nhiều uh, các bạn có thể thấy là càng xếp thứ hạng càng cao ấy thì các bạn sẽ nhận được số lượng USDT uh, càng lớn nhá, số lượng USD càng lớn nhá, tức là giá trị của cái Rope, cái đồng Vens D này này càng nhiều. Đấy, thì các bạn có thể thấy là xếp hạng thứ nhất là nhận được lên tới 3000 USD token Vens Đấy tạo 2 này, 1, 2. xếp hạng thứ hai này, 1.200, xếp hạng thứ ba là 600, từ thứ tư đến thứ 10 là 300. Đấy, từ 101 đến 500 là 12 USD. Đấy, giá trị của đồng VEN Đấy, mạng của Agoran nhé. Ok. Đấy, cái này thì rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần join vào gói là ok rồi. Đấy, sau đấy các bạn copy cái đường link giới thiệu này này, các bạn giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể uh, Uh, nhận được thêm cái đồng Vans B này Đến từ dự án Vans Dibble Lab này nhé Đấy Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiền Sức Phụ Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé Các bạn cũng có thể tham khảo tất cả những cái thông tin uh, Đến từ cái dự án này Ở trên trang chủ của nó uh, Đấy Ok